10 cầu thủ giành nhiều danh hiệu hay nhất trận. Messi vượt xa Ronaldo phần 2. Top 5 Kylian Mbappe tỷ lệ hay nhất trận 24%, xếp ngay trên Haaland là cái tên được cho sẽ cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng với cầu thủ này trong các năm tới. Mbappe. Tại cấp độ câu lạc bộ, Mbappe đã có 82 lần giành danh hiệu hay nhất trận sau 342 lần ra sân. Cơ hội để Mbappe thể hiện sẽ nhiều hơn nữa khi nhiều nguồn tin khẳng định cầu thủ này sẽ rời PSG tới Real vào hè này. Top 4 Zlatan Ibrahimovic tỷ lệ hay nhất trận 24,2%. Ibrahimovic đã chơi bóng cho nhiều câu lạc bộ khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ở đội bóng nào, cựu tiền đạo người Thụy Điển cũng để lại ấn tượng bởi khả năng ghi bàn đáng nể của mình. Ibra đứng thứ tư trong danh sách sau khi có 96 lần hay nhất trận sau 396 lần ra sân. Top 3 Neymar tỷ lệ hay nhất trận 26,8%. Neymar bằng đôi chân ma thuật của mình từng khiến châu Âu chao đảo, đặc biệt trong quãng thời gian khoác áo Barca. 90 lần được bầu hay nhất trận của Neymar phần lớn đến ở giai đoạn này. Đáng tiếc, Neymar bị ảnh hưởng bởi hàng loạt chấn thương. Tháng 8 năm 2023, Neymar đã chuyển tới Al Hilal ở tuổi 31. Top 2 Cristiano Ronaldo tỷ lệ hay nhất trận 28,8%. Kể từ năm 2009, Ronaldo đã có 612 lần ra sân cho MU, Real, Juventus và bỏ túi 176 danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Thành tích này giúp Ronaldo đứng thứ 2 ở bảng xếp hạng này. Ở tuổi 38, Ronaldo vẫn đang thi đấu bền bỉ khi bỏ túi tới 54 pha lập công vào năm ngoái. Top 1 Lionel Messi tỷ lệ hay nhất trận 51,6%. Messi đứng đầu bảng danh sách này với tỷ lệ hay nhất trận nhiều đến khó tin là 51,6%. Điều này có nghĩa cứ 2 trận ra sân, Messi sẽ có 1 lần được bầu là cầu thủ hay nhất. Messi cũng bỏ xa phần còn lại khi giành danh hiệu này tới 324 lần. Thông số được Forbes công bố phần nào cho thấy sự xuất sắc đến khó tin tới từ Messi.